biến mới, Sơn Tùng bỗng bị tố sao chép sách, hội Sky tung luôn bằng chứng phản kèo đom đóm, ồn ào lên cả top trending Twitter. Cuộc chiến căng đét của hai FC Sơn Tùng và Rách xoay quanh chuyện một biểu tượng thường dùng trên mạng xã hội đang gây xôn xao khắp các diễn đàn bàn chuyện showbiz. Cùng là những ca sĩ trẻ sở hữu lượng fan khủng nhất nhì showbiz Việt, Rách và Sơn Tùng đôi khi bị dính vào những cuộc chiến fandom không hồi kết. Chuyện là đang yên đang lành, nước sông không phạm nước giếng, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một bộ phận fan Rách tố Sơn Tùng sao chép biểu tượng hoa hướng dương của nam ca sĩ sóng gió thường dùng. Khán giả cho rằng việc gắn hình ảnh hoa hướng dương vào mỗi status trên mạng xã hội là dấu hiệu nhận biết của Rách, nhưng dạo gần đây lại bị Sơn Tùng cố ý bắt chước. Không chịu ngồi yên, cộng đồng Sky của Sơn Tùng tỏ ra vô cùng tức giận và đáp trả dữ dội với hội đom đóm, làm bùng nổ drama căng như dây đàn trên mạng xã hội. Thậm chí, cộng đồng Sky của Sơn Tùng tung luôn loạt bằng chứng cho rằng nam ca sĩ đã dùng biểu tượng hoa hướng dương khi viết status trên mạng xã hội từ rất lâu, khoảng năm 2017-2018 đến nay, chứ không phải bắt chước hay sao chép ai hết. Dựa vào loạt ảnh thực tế, dễ dàng nhận ra đa số các bài đăng của Sơn Tùng đều có ảnh hoa hướng dương. Những bài đăng gần nhất của Sơn Tùng và Rách đều có chung biểu tượng hình hoa hướng dương. Fan Rách, khơi chiến, cho rằng Sơn Tùng đang sao chép thần tượng của họ, làm bùng nổ tranh cãi trên MSS. Khi bí status, Sơn Tùng sẽ đặt nhẹ vài bông hoa hướng dương xem như dấu hiệu nhận biết với fan. Các bài đăng của Sơn Tùng từ năm 2018 đã xuất hiện biểu tượng hoa hướng dương này, chứ không phải là mới đây như lời FC Rách tố cáo. Fan Sơn Tùng còn cho rằng nam ca sĩ dùng biểu tượng này trước khi Rách lấn sân vào làng nhạc Việt. Trên thực tế, Rách nổi đình đám và bắt đầu trở thành ca sĩ có lượng fan đông vào khoảng giữa năm 2019. Không chỉ minh oan cho thần tượng bằng loạt bằng chứng cụ thể, cộng đồng Sky của Sơn Tùng đưa hashtag MTPNflower, thằng MOTLOAISOAKSABIET, lên top trending Twitter để đòi lại công bằng cho sếp. Hiện hai bên Rách và Sơn Tùng chưa có phản hồi về sự việc này. Hai hashtag liên quan đến vụ Sky đòi lại công bằng cho Sơn Tùng đang đứng đầu trên Twitter. Trước đây không lâu, Rách từng phải lên tiếng vì liên tục rộ tin FC đóm đi tấn công, chơi xấu các nghệ sĩ khác. Một số ý kiến của netizen liên quan đến vụ drama này. Mình thấy FC Rách hơi quá đáng đó, biểu tượng đó có phải Rách mua riêng đâu mà không cho người khác dùng. Nhiều khi ca sĩ bị ghét là do FC đó mọi người, chứ tự dưng kiếm chuyện vậy. Mình thích Rách nhưng FC đóm thì... Mình thấy vụ này không gì đáng đi ra cãi nhau như thế này, tôn trọng người khác đi mọi người ạ.